khung toàn bộ bằng inox. Đan khoảng cách xương là 60 phân một hàng 60 phân. Còn cái chiều này là theo cái tấm nhựa của nó là khổ 2m1. Vít bắn thì cái tầm 4-50 phân một phát. Đây là khung xương bằng inox nên phải khoan mồi bằng cái mũi này xong mới bắt vít được. Quan xong sẽ bơm một đường keo, bơm cái keo đây, luôn sẽ nước giò. Tấm này là tấm lợp Olympic, nhựa thông minh. Hàn khung xương thì các bạn hàn cái mặt phẳng nhau nhé. Đây là thành kèo, các thành kèo hàn bằng mặt với cả xà, chia làm sao cho cái điểm lối xương nối cái tấm này nằm ở giữa xương hai tấm nối với nhau. Mũi khoan inox khung bằng inox rất là chắc chắn.